Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một video nhấp nháy như ở trong phần demo mình qua cho các bạn xem qua ấy. Ok, sau đây mình sẽ hướng dẫn luôn nhá. Phần tạo tham nhạc này thì các bạn có thể tìm xem ở kênh của mình, hoặc các bạn có thể theo đường link mình để dưới video. Tiếp theo bạn vào phần phương tiện ở đây nhá. Các bạn ở đây mình sẽ cho các bạn xem qua phần nào. Nó sẽ chạy hết video thôi. Như vậy là phần lớp này, các bạn vào phần phương tiện nhá. Phần nền này thì các bạn nên chọn, các bạn chọn nền đen nhá. Sau đó các bạn vào phần nào ô vuông ở đây này, các bạn chọn phủ hết màn hình cho mình. Ok, tiếp theo bạn kéo nó hết màn hình nhá. Phần này thì các bạn trong phần nào màn hình tổng thể, các bạn chọn phần nhấp nháy chậm cho mình nhá. Còn alpha độ mở, các bạn có thể cho mở nó xuống một tí. Các bạn có thể xem qua này. Các bạn có thể cho nó mở đi chút nữa. Okay. Theo mình thì các bạn nên dùng nhấp nháy được nhá. Các bạn dùng nhấp nháy này. Các bạn thấy đoạn này là bắt đầu nó nhạc nó bắt đầu mạnh và bắt đầu nó, các bạn nghĩ là nó sẽ lên cho một cái gì và nút đây là bắt đầu nó nhánh mạnh hơn đấy. Các bạn có thể kéo dài nhá, cho thêm một cái layer nữa vào, đơn giản là cho một cái layer nữa vào. Phần này các bạn chọn hoàn thành tổng thể, các bạn lại vẫn cho nháy năm đánh tiếp nhá. Ok, bạn để xem này. Nên từ phần này các bạn có thể thêm nó nháy hơn nữa thì các bạn có thể lại thêm đèn tiếp vào. Nên đèn tiếp nhá. Đó, các bạn chọn đến phần màn hình luôn. Ok, tiếp theo vào phần nào hoàn thành tổng thể, các bạn cho nháy đậm đánh. Okay, các bạn có thể cho màu của nó độ alpha mà của nó giảm xuống để nó không bị ảnh hưởng đến ảnh mấy. Cái này các bạn cho alpha độ mờ nhỏ xuống nha. Đấy, các bạn có thể xem qua này. Cho nó nháy sáng được nhá. Và các bạn có thể vào bỏ màu này, cho thêm màu trắng rồi này. Không thì các bạn có thể ở phần điều chỉnh màu sắc, các bạn có thể kéo nó lên thành, cho nó thành sáng này. Chỗ này này, kéo nó xuống để cho nó thành sáng này. Màu sơn này.
điều chỉnh màu sắc keo lên để cho nó thành sáng. Đó, các bạn có thể xem qua này. Ok, các bạn tùy theo cái độ nhạc lúc nào lúc mạnh thì các bạn có thể điều chỉnh nó nhé. Ok, hẹn gặp các bạn trong các video tới. Chúc các bạn thành công và hãy nhớ like, share, subscribe ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích video hay và có ý nghĩa thì hãy nhớ để lại like, đăng ký kênh và comment dưới video ủng hộ mình nhé.